Doanh nhân Minh Nhựa tiết lộ chỉ làm việc này trong một phút giúp cân bằng mọi áp lực, dù đứng, ngồi hay nằm đều thực hiện dễ dàng. Phương pháp này đã nhận được không ít sự thích thú và sự tán đồng của mọi người. Mới đây, trên fanpage cá nhân có 186.000 lượt thích và 479.000 người theo dõi. Doanh nhân Minh Nhựa đã chia sẻ một đoạn video. Nội dung của video chia sẻ về bí quyết giúp anh củng cố tinh thần làm việc, cân bằng áp lực trong cuộc sống. Hiện nay, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh đang đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc tại Long Thành Plastic, doanh nghiệp có tiếng trong ngành nhựa Việt Nam với một số sản phẩm nổi bật như pallet nhựa, sóng nhựa, thùng rác công nghiệp, kết nhựa và phụ tùng linh kiện điện tử. Ở cương vị như vậy, chắc chắn không thiếu những lúc anh phải đối mặt với vô số áp lực đến từ sản phẩm, khách hàng, những lo lắng về doanh thu, vận hành tài chính. Đó đều là những áp lực không nhỏ. Với những ai có tinh thần yếu, rất dễ bị ảnh hưởng tới hiệu quả công việc cũng như trạng thái đời sống hàng ngày. Thế nhưng, doanh nhân Minh Nhựa lại có một cách rất hay để cân bằng lại trạng thái tinh thần của mình, đồng thời nâng cao tinh thần làm việc. Phương pháp này đã được anh chia sẻ trong đoạn video ngắn thuộc CG Minh Nhựa Xe. Cụ thể, anh chia sẻ, để đạt được một hiệu quả công việc cao thì theo tôi, chúng ta luôn luôn phải cân bằng và tĩnh tâm. Có những lúc cao trào công việc đẩy mình lên rất cao, có những khi phải đối mặt với sự cố, khi lo lắng về chất lượng gặp khiếu nại của khách hàng hay là về áp lực doanh thu chẳng hạn như thời gian vừa qua khi gần đến tết công ty cũng cần phải có một khoản kinh phí để gửi gắm cho các cán bộ công nhân viên đã gắn bó bấy lâu tất cả những thứ đó sẽ kết hợp lại tạo thành áp lực lo lắng rất là lớn trong tình trạng đó anh nhấn mạnh điều quan trọng là phải tìm được giải pháp có khả năng cân bằng chính mình để làm được điều đó phương pháp của mình nhựa lựa chọn nằm ngay trong các bài thực hành về pháp mà anh quen thuộc trong số các bài thực hành luôn luôn có một bài thiền định có những thời điểm chúng ta thực hành bài thiền rất dài, có thể mất khoảng chừng 30 đến 45 phút hoặc thậm chí là hơn thế. Nhưng mỗi khi cao trào cảm xúc đẩy lên, áp lực gia tăng, mình sẽ dành khoảng chừng một phút, chỉ một phút duy nhất để tập trung thiền định. Mọi người cứ nghĩ thiền là phải ngồi một tư thế rất chỉn chu, ở trong một không gian thật yên ắng. Nhưng thật ra, cái sự im lặng nhất nằm trong chính trái tim, trong tâm trí của chúng ta do đó khi tâm tĩnh chúng ta có thể thiền ở bất cứ đâu trong bất cứ tư thế nào dù là ngồi đứng thậm chí nằm ở trong nhà ở phòng làm việc anh cười nhưng đừng đứng ngoài đường để thiền kẻo ảnh hưởng tới vấn đề an toàn giao thông chúng ta nên thực hiện ở một nơi mà mình yên tâm trước thì mới dễ để có thể tĩnh tâm khi dành một phút cho thiền định chúng ta không nghĩ về quá khứ cũng không nghĩ đến tương lai chúng ta phải an trụ trong hiện tại tất cả những gì đang di chuyển trước mắt chúng ta hãy cứ mặc kệ để cho nó qua đi chúng ta đừng nghĩ rằng là một lát nữa cái xe này sẽ chạy qua rồi nó sẽ chạy đi đâu kệ qua là qua chúng ta cũng đừng nghĩ rằng sắp tới có xe nào đến kệ tới thì cứ tới chỉ trong vòng một phút như vậy chúng ta sẽ tĩnh tâm lại doanh nhân minh nhựa tiết lộ đây chính là công thức mà anh áp dụng mỗi ngày cũng như trong những trường hợp chịu đựng những cao trào vì cảm xúc và áp lực khi tâm tĩnh lại thì mình sẽ tạo ra được hiệu suất công việc cao hơn anh chia sẻ đây không phải lần đầu minh nhựa chia sẻ về những bài học như vậy trước đây cũng trên fanpage của mình anh từng viết minh được nghe dạy tâm an không phải là trạng thái không phiền não không hỗn loạn mà tâm an là dù cho có phong ba bão táp thì trong lòng vẫn giữ được sự bình yên để giữ được thanh tâm yên bình không phải là tránh xa ồn ào mà là biết giữ lấy sự tĩnh lặng trong tâm hồn giữa cuộc đời hối hả thì trong tâm vẫn giữ được sự thuần pháp trải qua tuổi trẻ đầy những biến động vị doanh nhân giác ngộ ra được cái tầm của sự tĩnh lặng nếu như trước đây bản thân dễ dàng nổi nóng với những nhân viên của mình sẵn sàng chỉ tay nghỉ việc thì mình lại có sự nốt trầm hơn ở thời điểm hiện tại bản thân sẵn sàng mở lòng để tìm hiểu vấn đề của nhân viên để đưa ra sự chọn thấu đáo hơn mình cảm nhận được sự tích cực trong tâm hồn và an yên về suy nghĩ không bộc trực như trước đây nữa và cũng từ đó quyết định cũng trở nên dung hòa giữa lý trí và cảm xúc anh chia sẻ im lặng để lắng nghe im lặng để thấu hiểu và im lặng để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn sự tĩnh lặng trong tâm hồn là thứ vô cùng quý giá sự yên bình trong tâm hồn và trí tuệ là điều đáng quý hơn sự xa xỉ của châu báu đó là những dòng tâm đắc của minh nhựa nguồn facebook minh nhựa